có mạng rồi. Nhưng mà khó gỡ lắm. Không gỡ được. Ôi, ôi, từ từ đã nào. Cái gì vậy? Con số 7 nó sẽ dành cho Mosa nếu họ control game nhá. Xong rồi thủ đá lâu xong. Tập cô ra bắn từ từ nào. Còn kêu và CRK một già một trẻ. Kêu nó giúp cho cái cầu rifle và M4 của kêu. Hay là M4 của CRK. CRK được bắn chết nhưng bắn lỗi. Trời ơi. Cần hỗ trợ đây rồi. Rất dễ cho TGM với cái mạng này. Mèo U đã chết. C4 được thu hồi nhưng cũng ép thôi. Hai mạng của TGM. Một đều. Hai ăn cái này thôi. Ba mạng của TGM. Trở về. Về là sao kịp được nữa. Về đi đâu khi nhà đã bán đây. Rất hay thành công. Đây rồi. Ơi sai mắt đi một nơi. Trời ơi. Ba cống đi một nơi à. Trượt và lộ phút. Ây Timber chưa nghe thấy. Tommy lao ra, Tommy phải chết và một mình TGM bắn 4. Rồi, đây sẽ một giao đấu, TGM không thể xử lý được. Flash đã pop, nhưng nhân tâm không có ai. Ui, Monsuko, Tanaka đánh cứu người. Nhưng Ram bắt được Kevin mất rồi, quăng tay. Trắng tay, phút để Leo khó chịu luôn mà. Kevin tỉnh ngủ, nhân tâm bắt được Jerry và đây là Garotti. Đánh vị trí của gà chân thủ. Monsuko đã tỉnh ngủ, đổi được một mạng trước khi phải ngã xuống và thấy luôn cả C4. Giờ thì sao? Phải kết thúc. Garotti bắt luôn cả TL này. Hai mạng. Có cái mạng thứ ba không? Garotti cũng không báo bọn Kevin ra. Kevin đã chết. Và Garotti có ba mạng. Quả đen đau ơi là đau. Monsuko có mạng. Nhấn tấm double kill. Multi kill. Thì đây câu chuyện gì đây? Từ từ đã nào. Innova ngay thời điểm sớm. Và Chicken Spicy không cho chúng tôi đoán luôn.